xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cách làm hoa cẩm chướng mới với một nguyên liệu khá là đặc biệt. Thì đây là bông hoa cẩm chướng mình đã làm từ nguyên liệu mình đã nói. Thì mình thấy cái nguyên liệu này làm cái hoa này nó rất là dễ, rất là giống, cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn. Thì để làm được cái bông hoa cẩm chướng như thế này, chúng ta cần một số nguyên liệu như sau nhé. Đây là nguyên liệu mà chúng ta cần. Trước tiên là nguyên liệu chính, đó chính là cái đế bánh, đế lót bánh cấp cách. Hoặc ở đây thì mình dùng cái, mình đã lấy cái đế bánh của cái bánh danisa. Các bạn có thể dùng cái đĩa mà để đựng ở bánh gato, hoặc là các cái đế đựng bánh, nói chung là hộp bánh nó khá là nhiều loại bánh có cái giấy lót như thế này, thì các bạn có thể dùng nó để làm nhé. Kéo giãn ra là chúng ta, lát nữa chúng ta cũng có thể làm được rất nhiều bông hoa, không phải vất cái giấy này đi khá là phí đó. Nữa đó là băng keo sáp, kéo cái nhúm màu xanh để làm lá, kẽm cành, keo sữa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép bông hoa nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ cắt phần lá trước, thì trong cái cách làm hoa này chúng ta chỉ cần cắt mỗi phần lá thôi. Các bạn gập đôi lại và cắt tạo hình lá như thế này. Các bạn cắt cho mình khoảng 4 chiếc lá như vậy nhá. Lá hoa cẩm chướng thì nó hơi nhỏ nên là các bạn cố gắng cắt nhỏ nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm phần cánh hoa. Các bạn kéo căng cái phần tờ giấy bánh này ra nhé. Các bạn gập đôi lại. Cái đĩa bánh này là chúng ta đã được một bông hoa cẩm chướng rồi nha. Bông hoa này thì mình làm là hoa cẩm chướng màu trắng, tuy nhiên thì các bạn có thể biến tấu nó để tạo thành một bông hoa cẩm chướng có màu sắc như sau nha. Các bạn chồng các lớp giấy lại với nhau. Các bạn dùng cái bút viết bảng như thế này nha. Các bạn viết vào các đầu cái cánh hoa như thế này. Ở cái clip mình hướng dẫn làm hoa cẩm chướng đợt trước thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn làm rồi. Mình chả hiểu sao cái bút này của mình nó lại ra màu tím luôn. Nó hết mực rồi sao ấy. Tạm thời thì mình làm như vậy đã nhỉ. Bạn nào có thể dùng nhiều bút màu khác nhau để tạo cái màu sắc cho cánh hoa. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào đến phần hoàn thiện bông hoa. Các bạn dùng keo sữa hết vào giữa các phần mình đã cắt đó. Bây giờ là tầm chiều và học sinh tan trường, cho nên là hơn nữa nhà mình cũng gần mặt đường nên là nó khá là ồn, xe cộ đi lại rất là đông, đang ở trên sân thượng cho nên là
để đón nắng. Bây giờ chúng ta sẽ ghép như sau nha. Ta sẽ dùng cây ném đặt vào giữa này, rồi chúng ta gập và giấy lại như thế này. Các bạn làm như thế nhá, dúm nó lại. Tiếp, các bạn xuyên bông hoa vào, các bạn cũng làm tương tự như vậy. Tương tự với các cái đĩa bánh khác, các bạn cũng làm như vậy nha. Các bạn cứ làm sao cho bông hoa nó tròn đều là được. Vậy là chúng ta đã ép xong cái phần thì cánh chúng ta đã được một hình bông hoa như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ ghép phần lá vào nhé. Ta dùng băng keo sát này để cuộn phần đài của cái cánh bông hoa cẩm chướng này lại. Bạn nào mà muốn cho nó chắc hơn thì các bạn có thể dùng chỉ buộc để cố định nhé. Sau khi ghép lá xong, chúng ta đã hoàn thành được hoàn thiện được bông hoa cẩm chướng khá là nhanh và đơn giản, đúng không ạ? Đó, với cách làm này thì hy vọng là các bạn sẽ làm được nhiều bông hoa uy tín nhá, và tiết kiệm được tái sử dụng được một số nguyên liệu mà thường thì chúng ta sẽ bỏ đi. Đây là hai bông hoa mà mình đã hướng dẫn các bạn làm xong. Thì chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa cẩm chướng bằng cái lót, chả biết gọi chính xác là gì, chắc là cái đĩa để bánh bằng giấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha.